Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.